Rồi hôm nay sẽ làm cái nồi xe Cirrus bình xăng con à, của anh này bản số 92. Cái này ở đâu đây? Quảng Nam. Quảng Nam nha. Đó thì anh này là cái nồi trong cái tình trạng là ở ngoài quê đồ, anh cũng đi đuối đồ nhiều, cho nên là mình sẽ làm cái full cái bộ nồi này. Nhớ là anh mới thay là mình không có làm nha. Thì hồi đó giờ là có làm đầu lòng rồi mà nồi chưa có làm nè. Thì xe thì máy là cũng còn im, mình sẽ làm lại cái nồi, thay bố nồi sau FCC bố vàng. Rồi nồi trước là mình sẽ đi chuông với lại bố ba càng mới luôn nha, để chạy cho đã. Rồi với lại đi bốn cái lò xo độ vô, cũng của hãng luôn, nhưng mình độ của xe này qua xe kia đó. Thì mình đi cái đường đường trường cũng ngon mà số vẫn đảm bảo là ngọt ngào nha. Đó Cirrus nè, giờ tháo nồi ra đây mình kiểm tra rồi ha, thì mình sẽ cho chủ xe coi luôn. Thì mình đã thống nhất giá với chủ xe rồi, thế nè đó, thấy chưa? Rồi 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 đó, thấy không? Quảng Nam tê rồi. Rồi đây làm xong về quê hay là đang là làm ở đây? Làm xong rồi chạy về quê luôn. Ủa làm xong chạy về quê luôn nha. Là từ Quảng Nam chạy vô tới đây làm đây. Trời ơi. Thấy chưa? Đó, hiểu chưa? Con này bền đó rồi vậy ơi. ha. Rồi vậy đi. Mô hay một một rồi ra để coi coi nồi làm sao nha. Cổ này không? Rồi ở đây là mình đi lại là bốn cái lò xo khác nè anh em. Thì mình lấy lò xo một cái ra để cho anh em coi nè, của da luôn nha. Đó, này của Yamaha đàng hoàng nè. Là mình coi là cái này nó cao hơn rõ ràng nè. Thấy chưa? Không, giờ mình canh sao biết sao là chạy là vô, là giờ chủ xe đi về quê mà đi đường anh em biết, giờ về chung về Quảng Nam mày là chạy đèo rồi rất là nhiều ha. Rồi bố thì bố Rin thì hiện tại là ở dưới nhà bè này hết rồi, không chỗ nào có hết, cho nên là mình đi cái bố bố thị trường thôi. Nói chung là bố FCC mình cũng hết rồi, nói chung là làm vô là chạy bao ok á anh em ơi. Rồi giờ mình lấy ba càng này ra mình tháp chung khác ha, mình xẻ tay ba càng khác ha. Vậy thôi là mình canh bố là vô. Hiện tại là bố của ảnh chai quá rồi nha anh em, đó mình tận dụng lại cho ảnh mà không được đâu ra đó, tại vì chạy quá lâu rồi mà chạy đi đường dốc đường đèo nữa, cho nên là không thể đảm bảo được nha. Rồi như vậy là chuông rồi, mình gắn cái ly hợp một chiều này lên rồi nè. Rồi bố ba càng là thay hết rồi anh em ơi, đó là thành cái combo mới nha, hổ vớt chuông dán bố cái gì hết á. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi bố nồi thì mình thay bố này nha. Đó rồi nha anh em, làm như có em rồi nha. Phong phốt dên là phốt phía sau ra bơm vớt vô nuôi bố nồi là bị hư cái phốt, mình thay phốt mới luôn nha anh em ơi. Đây nè phốt này nè, để quay cho anh em coi nha. Không đáng gì mà lột dên đó, anh em thấy nó lòi lòi xoay không đó, thấy không đó, này là lột dên chết đó nha. Rồi thay lò xo sau là lò xo nặng hơn chút nha, cho nó chạy bóng nha anh em. Đó lò xo cũ nè, đó nãy giờ mình đã trình bày rồi đó, thấy không, là đi đường dốc cho nó đã nha. Này là mình làm mấy chiếc rồi, yên tâm đi. Rồi nè là vô bố rồi anh em ơi, thì mình vô bốn cái lò xo nặng này nha. Rồi mình sẽ canh vô mới ok được nha anh em. Đó. Đó vậy ha. Với lại ở đây mình thay cái phốt rồi nè. Không, thay cái phốt nó bị bể anh em ha. Rồi vô coi xe chạy như thế nào nha. Sau khi xong thì số đồ vô nhẹ nha anh em, xe chạy bốc anh em ơi. Đó đây là mình thay bố nồi sau này, cũng không phải bố zin nhưng mà cũng là bố đen, rất là ok, số nhẹ. Rồi thay bốn cái lò xo độ nha, xe chạy rất là bốc. Cái này là cho chủ xe trải nghiệm thôi chứ mình nói như không à. Rồi thay cái phốt đầu dên đó, với lại thay mình vớt với lại chuông với bố ba càng là mình thay nha anh em, thay luôn không có vớt chuông dán bố gì ở đây hết à. Thì xe đó rất là nhẹ nha anh em. Rồi anh em có dòng xe Cirrus này mà muốn làm nồi xuống mình làm cho nha, mình nhận làm máy làm nồi đầu lòng rồi luôn. Thì hôm nay mình khai trương lại thì mình thông báo với anh em luôn là hôm nay mình làm lại rồi nha anh em. Thì sau thời gian nghỉ lễ là hôm nay là thứ tư mình làm lại rồi đó. Rồi vậy là mình kết thúc video đây nha anh em.
cho chú xe ông về đó.